Thêm cái cảnh chào cả nhà yêu mến cây cảnh nhá, yêu mến cây mộc hương. Hôm nay đã vào nhà ông em theo đuổi một năm trời, gần năm trời nay giao lưu được hai cây mộc này. Hai cây mộc hương chuẩn một tơ hương ta hoa vàng nhá. Cái này mình đã đăng kênh trên kênh YouTube đấy. Đấy hôm nay cái mộc này hả? Có cái gì ở đấy đấy? Ở cái dao à? Không biết là bán xong hai cây mộc này tối vợ chồng có phải đánh nhau không đấy. Đấy, cũng nhiệt tình lắm ấy, ông em cũng để lại cho hai cây mộc nhé. Đấy. À thế là được nhờ, em đấy là tuyệt vời đấy. Thì giao tao rồi. Đúng rồi, mình chỉ giữ tiền thôi, còn kệ. Chồng quyết nào mình cứ giữ tiền. Tâm gửi á? Tâm gửi cắt luôn. Rồi cây kia của anh ở nhà tầm gửi nhiều nó mày cắt anh luôn đi được. Có để tắc mày nó cắt vất đi. Có phải tầm gửi gạo tầm gửi nghiến đó mà ấy. Sao cây mộc nó tầm gửi nó mọc nhiều lắm nhá. Có phải không? Đúng rồi, cái cây của tao ba cây to. Cái lá nó ấy mà. Cái cây này mà nếu mà đi em đang dòng chỗ này là dưới thấp trên nếu mà cây này mà lên trên trên cao cây này được. Em ơi, ta nhìn nó ấy, nó không phải là một thân gì. Không, nó lên chậu là cái một nếu một thân thì mày thích tầm đa, ta chỉ thích một tầm đây đây, đúng tầm gửi đây này. Tầm gửi. Đấy tầm gửi này. Cái thầy tay ở dưới hương yên lên nó bảo ui, nó lên thế, nó sợ, đây là anh rồi. Cả anh này là anh người Hà Tây nhá, nói chung là khôn hơn cả người Hà Nội ấy, không phải đơn giản đâu nhá. Hà Nội 2 thôi. Hà Nội 2 à, nhưng mà đất dưới đây vẫn còn nhiều phải không? Hà Nội 2 à, đây các bạn, cây này cây tam đa nhá, mình thích cái tam đa của người ta, ba cái vanh nữa nhé, 19, 18, 17. Đấy, vanh gốc thì chung thì 37. Cây này cây cao là 4 mét nhỉ, nọ đo rồi ấy. Cây thì 4 mét. Ừ. Chính cây này hôm nọ em đo lại là cây này 32. Không, cái gốc cây kia của là đi 30 cơ mà. Hôm nọ là được đo là 27 nhưng không phải cây kia là đo chính xác là 30. Đồ lại đồ dễ. Không phải đo dễ mà là ta vừa đo rồi. Cơ mày cái cây nó có số đo. Anh em cứ làm như thật. Cái chỉ vàng thì nó còn mát nữa tiếc. Nhưng mà sướng lắm, bán này tối về đưa hết tiền cho vợ sướng. Không lấy đi đồng nào. Em thì bán thì em không cầm tiền. Ô, thật à? Thật á? À? Nó đùa đấy thật á? À? Thế muốn núp 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 tiêu thì lại cầm, xin vợ. Cầm tiền nào. Ôi giời này. Ví dụ đấy, thế mới sướng nhỉ. Cây này hoa vàng chuẩn lắm các bạn. Đẹp cây này thì quá anh thích. Thích cái này. Thôi được. Cứ mua là được em ạ. Anh nói thật là cứ mua là được. Cứ mua là được, cứ bán là được. Ê, nào ra anh có ít mộc giống đấy. 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 Em xin bác 5 cây còn đâu bác. 5 cây thì có phải anh bán nốt nhà đi. Em giá anh bán rẻ rẻ thôi, em cứ đi hỏi tất cả. Cứ đi tất cả các quán bán không về không bảo cây này em giả anh xuống đây tiền anh ok luôn. Không phải gì, phải mặc gì. Các bạn ơi, dăm cây này thì quá dày nhá. Răm dày mà nó, cái nốt sần này mới đẹp này. Rồi cái da nó cũng đẹp nhỉ. Cái da này đẹp luôn. Da đẹp hơn tay ở dưới thế nhà. Đấy, thế có bảo nên là không có chê một điểm. Thế có ông thợ Hưng Yên lên ông chê nhưng ông chỉ chê bán đắt quá này. Ông chỉ chê bán đắt thôi chứ ông bảo thì lên ông ok ngay ông bất kể bên lên. Nhưng mà khi hỏi giá là ông ấy xoáng. Nói cái giá là ông bảo là cái giá. Nói chung là cái lúc không mấy ông lên là mình cũng không có ý bao bán thì nói hơi cao. Nói cao. Đấy. Được rồi, ok, thế là xong nhá, đã giao lưu thành công nhá. Quan trọng ấy, nay chia sẻ bà nhá. Anh vào đây là ông ấy bán cây mộc là vì ông tốn mấy cân chè với anh rồi, uống nước chè nhà ông nhiều quá, ông ấy tức ông bán rồi, đến nhiều lần quá đây. Anh ngại hay là nhà em ngại? Đấy, ông ấy bảo là thôi bán cho ông ấy đỡ phải tốn nước chè đấy. Mình thích hai cây mộc này là cây mộc nó chuẩn, mộc ta vàng hoa thơm vàng, thích lắm. Này về mua chê là cái giống mộc này ấy cả không ai khách nào ra ra nó đẹp không nhỉ, ra đẹp luôn hoa vàng thơm cái mùa kia đây. Cái mùa này là kia hoa bắt đầu từ tháng 7 tháng 8 đi tìm hoa nên nó dày chẳng mấy tháng trời làm sao mà cây nó nhanh lớn vậy. Đây, được. Anh ưng cây này hơn cây kia nhiều. Tổng qua là thật ra muốn mua cho em nó được món tiền chứ còn anh chỉ thích mỗi cây này thôi. Cây này thì ai chỉ thích? Thật sự đấy, nay bảo ông ấy mua một cây này.
Nhưng mà mình nói thật đấy, cũng đang thừa hai chợ và hai này thôi em. Đấy, lần sau vào có cây gì em còn muốn bán đấy. Ui dồi, còn nhiều cây lắm, bây giờ anh hỏi em lại nói cao anh chưa biết rồi. Cây gì đấy? Cây trong mắt đấy. Trong mắt rừng đấy. Cây nó bé tí nhỉ? Bé tí. Cái này mà cho anh ấy nhỉ? Khó không thì xấu lắm, đúng rồi, hôm nọ nhà anh chuyển anh cho cây cổ thụ đằng sau đây. Chuyển nhà anh ông anh nhà đấy. Không lấy được, nó chết ngay. Nó mùa kia cơ. Riêng trong mắt rừng cực kỳ khó tính. Nhưng mà riêng mộc thì cực kỳ khỏe. Mộc cái đánh chả hiểu gì. Anh biết cái cây này cái gì không? Cây trong cái lá kinh nhận. Hoa nó thơm lắm, đẹp. Cây một thân nhá. Anh gốc này 7 thoát 20 rồi. Nhưng mà cái cây trong chậu kia mà nó là cái cây kia thì bây giờ thôi, chỉ cần như thế này thôi. Chỉ cần như thế thôi thì anh cộng cho em 5 triệu nữa luôn. Anh nói thẳng luôn, chả nghĩ ngợi gì cả. Vậy một cây cảnh ấy. Anh nói không phải nói em đấy, em tâm lý nhất là Phi mai sáng mai đi qua nhà anh lấy tiền xong là Phi ra mua 4 chỉ vàng, mua vàng hết đưa cho vợ, treo tay vợ anh tặng em, mẹ vợ cảm động lắm. Sau này mình có sai sót gì là mình vợ nó sẽ tha thứ cho mình. Đấy. Lấy cái bài của anh ra. Đấy. Thật thì anh nghĩ là bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ thế là chuẩn người ta. Còn ai chả có lỗi lầm, ai chả có lúc sai lầm. Chẳng có lỗi làm sao mà thôi, không hôm nào uống rượu say à? Em chả có lỗi. À có hôm nào uống rượu say không? Chả hôm nào uống rượu say. Ôi lại cũng không uống rượu say, mày chuẩn mực thế kìa. Không làm gì được uống rượu say nữa đâu. Ô thế á? Em không cho uống á? Thế thì chết. Chết rồi. Mẹ chứng tỏ hôm nay em nghe lời vợ nhỉ? Ôi giời ơi, thế thì còn gì là đàn ông. Đàn ông người ta phải có đi rượu, đi chè chứ. Thế nói vui đấy nhưng mà không phải khen, nhưng con trai Hà Tây người ta chịu khó lắm. Chị... ơi. Ừ thì bảo vợ trai gái Hà Tây đi. Người Hà Tây thì người ta hay trồng cây này chứ còn. Đúng rồi. Hôm nọ em có xem trong YouTube anh đăng ở trên đồng bằng cái cây đấy đấy. Cây cũng của ông mà người Hà Tây luôn. Thằng toàn người Hà Tây. Người ta mang mộc gì dưới kia lên đi chồng. Cái người bản xứ đưa trồng đất luôn em ơi. Em anh bảo là trồng đất nó nhanh lớn lắm, nó cái cây nó. Em cái cây đấy anh nói là nó được cốt kiếc các thứ đều đẹp, chỉ tụi nó bé thôi. Nên để nó to lên cây đấy là đẹp nhất, thoát thân nó đẹp vừa xinh. Mình đúng nuôi thôi, mẹ bán hai cây này đừng nghĩ bán cây đấy nữa. Không, cây này em còn luôn. Ừ. Cây này em để vài năm em bán một cây này bằng tiền cả. Anh kiếm nghe nhé, nói nghe ngon rồi. Ô, tin thật đi, cái đấy chuyện cái phát triển đi. Vườn của em mới đẹp vậy kìa. Yeah, đẹp. Cái gọi vườn kia là thoát thân cao đẹp lắm. Bây giờ người ta mốt đây. Đây là bây giờ người ta mốt thân thế xong đến lúc mai kia có cái thân thế đấy người ta cả thân bị. Không. Bây giờ lúc tung cho ra thì có cái chân. Nên là em ơi. Đây em gái tức là bây giờ là người ta theo cái người mẫu cái chân dài đấy. Nên là tất cả chơi cái cảnh nó theo người mẫu hết. Chỉ thích một thân chân dài thôi. Đấy, hôm nay tiểu chân càng dài càng tốt. Cây này của em mới cây to đang đứng kia mà có một thân nó thoát cỡ khoảng cỡ 1 mét thì mua một cái xe máy xịn. Rồi. Cây này nếu mà cây này mà cái cây ở dưới công nhân kia lên thì nó chỉ có mỗi nếu mà cây này mà cứ thoát lên tầm 70. Không, 10 phân nữa nó chỉ là gãy rồi. Đó, ok nhá. Đăng ký kênh của hôm nay chia sẻ mình giao lưu thành công hai cây mộc nhá. Để mấy hôm nữa mới xin về. Ok.